đây cũng được cỏ, cái này là lá xoan, lấy gì là ăn được. Cái này là lá xoan, là nó ăn nó lá ăn xoan hơn. Dạ, nó thích ăn hơn. Mà nó ướt là nó không ăn anh hay là sao anh? Ướt thì ăn nó xả ra bụng. À cái cỏ xả cỏ ấy này mình cũng nấu ăn hết này. Dạ. Nó phải đâu phải thay ra ăn kỹ hơn. Em cũng đi mấy chỗ thì em thấy người ta có cái máy, nó giống như mấy cái cắt chuối á, nó nhét vô á. Dạ. Cắt ra phải ăn kỹ, ăn được hết chứ còn không hả? Ăn nó bỏ vô á. Dạ, vì cái này là mình bỏ rồi hả anh? Dạ. Uổng nha. Cái này là cái cặp này là mình nuôi lâu chưa anh? Hay là mình mới là bắt mình cũng mua thêm nạ con nạ mà chọn mua con nái. Cái này là mình mua nái hả? Mua nái là người ta bán mình sao anh? Bán con cơ đặt em mua rẻ thôi, 6 triệu một con. À 6 triệu một ba con này là 18 triệu này. À một hai con với con đó con đực hay là sao? Cái ba con này. À 18 triệu. À ba con, mà cái này có con nào sinh cho anh? Có hai con là sắp đẻ. À sắp hả? Thường thường thì nó mang bầu là có tới mấy tháng là nó đẻ? Không biết, thì 4 tháng rồi. À tháng. Vậy là 4 tháng ha, hơn 4 tháng ha. Thấy vú nó cũng dê, đầu nuôi dê cái dê tơ lâu lắm. À cái nếu mà cái dê tơ, đây là dê tơ của mình đúng không anh? Dê tơ nhưng mà cũng có bầu hết, mới có hết rồi. Dạ, cái này là dê tơ là lúc trước là mình mua nó bán sao anh ha? Thì theo có người quen cũng nhờ người ta mua dùng mà cũng con thì cũng rẻ. Có mấy 5 triệu à, 5 à, triệu. À tơ rẻ hơn. Tơ thì có khoảng 4 5 triệu là một con. Nó có cần ký không hay là nó chỉ bán mình theo con giống thôi? Cũng nhắm con này chắc phải 4-5 chục ký rồi. Dạ nặng ha. Mà con này thì mình nuôi chắc cũng lâu hơn, ví dụ mà con cái nó đẻ sinh rồi thì mình nuôi nhanh ha. Cái này là mình làm chuồng là mình cứ chừa mấy cái trên giả to thì à, mình chừa khoảng từ dưới máng thì xà lên khoảng 30. À từ dưới đây từ dưới, đây từ dưới sàn thông tính từ dưới sàn này đây dưới sàn dưới đất sàn nè, cái sàn chân phải không, cao tầm 30 30 là mình hả chừa một cái lỗ như này. Cái ngang này chừa lỗ khoảng tầm 20 cái nhỏ thì 20 thôi. À 20 để cho nó không có cho đầu ra là nó không ra ngoài chui ra ăn. Không chui ra không ra ngoài, còn dây to dây kia thì à, không ra ngoài. Còn bên đây là dây to thì mình chừa cái lỗ chừa to hơn 30 20. Mà cái này là 30 à, lên 20. À. Dạ em cũng đang để đo cái chuồng, cái chiều dài mình khoảng nhiêu anh ha. Nếu mà mình nuôi khoảng từ 3 4 con. Con này 4 con ô khoảng tầm 2m, 3m. Cái gỗ dưới đây dán này là mình làm bằng cái gì anh? Cái mấy cái thanh ở dưới. Ở dưới. Mình mua, nếu mà mình nhà có gỗ thì mình mua gỗ cây thì mình sẽ 23 này, vuông 23 này. À cứ dễ này, hoặc là mua lấy hơn. Cứ tầm khoảng 23, mình chừa cái lỗ khoảng không đứt thừa, đứt ngọt đỏ ngọt ngón tay là được. À ngón tay là được. Cái đào ngọt được, đào càng đào càng tốt. Dạ. Thưa một tiếng được. Dạ. Nó để nó lọt xuống, còn chỗ kia lúc đầu không ấy nó thưa. À. Nó dày quá nó không lọt xuống. À đây nè, nó mình làm dày quá là nó dính ha. Cái bao nhiêu lâu là mình dọn chuồng một lần anh, hay là không, nếu mình nuôi nhiều thì mình dưới. Tôi lên mạng ấy, à, mình làm đơn giản như làm như này, còn nếu làm có đầu tư thêm tí nó làm chuồng sắt cũng được. À chuồng cột sắt. Cột sắt ha. À, có tiền mình làm cột sắt. Dạ. Là bền hơn. Dưới này thì để mình dọn, mình có chân trồng trọt gì mình để. À cái này, nếu mà cái này là mình có trồng được không? Em thấy người ta kêu đâu có làm, mình có ủ gì không anh? Hả? Nếu có, mà ủ mình bón cây mình trồng làm vườn thì mình ủ, còn không thì mình đổ bê tông dưới nó sạch. Dạ dạ. Nó sạch. Hay á, em cũng đang tính làm nhỏ nhỏ thôi, em nuôi khoảng 4 con thôi. 4 con chuồng này thoải mái mà. Dạ, mà tôn như vậy thì nó có nóng lắm không anh? Không anh, tôn nắp để tôn lạnh ấy. À tôn này là mình làm tôn lạnh. Tại em kêu nó sát sát quá cũng sợ nó lạnh ha. Cao tầm này được rồi, cao. Dạ. Cái này bắt đầu là mình cắt về là mình bỏ đây. Khi mình ăn là sáng mình cho nó ăn lần. Rồi đến đầu 8 giờ cho ăn, 8 chiều tầm 1 2 giờ cho ăn. Tối khoảng tầm 6 7 giờ gì đó cho ăn, ăn nữa nè. Dạ. Ăn đêm cả đêm mà. Cái thùng nước là đây hả? Ủa nó nước đây là mình có bỏ muối hay bỏ dùng kia? Có bỏ muối. Bỏ một tí muối không anh? Dạ em cũng thấy người ta nói vậy mà em cũng muối. Dạ. Thêm một tí muối. Phải treo bên này mới đúng. Dạ, chứ không có dướng cái chỗ nước ha. Được ăn. Tại chưa làm kẹt nữa. Dạ. Để tạm. Vậy cái này là bắt đầu anh cũng nuôi được mấy tháng rồi? Mấy là 2 3 tháng. 2 3 tháng ha. Dưới em che nhiều lắm, không biết mình... che như nè, che như vậy nhiều lắm, em có một vườn che luôn mà. Che này thì làm mấy thôi, làm mái làm à, kèo. Làm mái làm kèo. Sợ nó mục á. À.
cột là mình lấy những cái cây nó cứng cứng được, hoặc là làm sắt cũng được. Ở sắt thì mã kém thì cột 90 là mấy cây làm cột 90. À giống như mấy cây cục, giống cái cột mà cục điện á hả? Vâng, làm cột cũng được. Dạ. Không dưới thì mình đóng mình khoan, mình đóng gỗ cũng được này. Chỉ là dạ. Gỗ này, cái nẹp này, cái sàn nó đóng bằng gỗ, còn cái cột làm bằng thép bằng kẽm cũng được. Mình dạ. Cái kia là thoải mái, chắc dưới mình đổ xây, mình đổ bê tông dưới tí là cho nó đỡ ấy thôi. Dạ, mày dày bữa mình có dọn hay là cái gì nó cũng khỏe ha. Sạch sẽ. Đã ghê. Cái sàn quan trọng là cái sàn, sàn phải cứng ha, cái sàn chuối là chắc ha. Cái này thì không quan trọng, quan trọng mình cái đà dưới này. À. Ngang dày dày tí là được. À, đây là mấy cái đà dưới nè. Đà dưới này đó. Dạ. Dày tầm 3-40 một cây được. Ví dụ mình mới bắt đầu nuôi, mình nên mình nuôi ít hay là mình nuôi nhiều anh? Ví dụ mình nuôi 2-3 con là được không anh? Dạ. Dạ. Nãy thì tầm 3-4 con là được. Phân tầm 3-4 con là mình nuôi từ từ, từ nó đẻ ra, đẻ nó đẻ lần 2 con hay là 3 con anh hay? Thì nếu mà dây ấy thì đạt dê tầm 3-4 lứa thì nó tầm 3 con hoặc 4 con, 2 dạ. con có. Còn dê tơ đây chị, nó đầu thì được 1 con thôi. À có nghĩa là cái dê tơ là đầu tiên là nó được có 1 con. 1 con. Dạ. Thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu nó mèo lên. À vậy là bắt đầu cứ 4 tháng sau là nó vừa đẻ xong là bắt đầu mình ủa con chó hơn tháng là bắt đầu mình cho lấy lại. Cái này là gì, là mình có dây trống đâu không, dây đực ha, là mình phải đi mượn ha. Vâng. Đang tính mua đấy mà chưa có. Dạ. Tại nó chưa đẻ nên chưa cần được. Dạ chưa cần, đi cho nó đẻ xong rồi bắt đầu mình kiếm cũng được. Dạ. Anh cho nó ăn đi. Bây giờ mình cho ăn luôn hả anh? Em cũng mê lắm, tại vì em thành phố đi làm mà cái giờ dịch quá, cũng không làm được gì nên thôi về quê. Nhà cũng có cao su mà cao su năm nay cũng thua anh ơi. Em hay bán ở chỗ cái bắt xôi nè. Cái ông gì đó. Em bạn của bé Nhi. Chỗ mở tiệm xì bai, tiệm thao tóc vậy đó. Nhà con lá quấy thì cho ăn thì mình sao không trồng cỏ anh, em cũng tìm có trồng dưới kia mà trồng nó chưa lên kịp, đơn chưa kịp ha. Kiếm lá cho nó được. Dạ, ví dụ mình nuôi khoảng 4 con là mình trồng khoảng bao nhiêu cỏ là sẽ được anh? Ăn nhiều lắm cho anh ăn. Mình có trộn thêm cám không hay là có gì không anh ha? Có, mình cho ăn thêm cám cũng được. À, có nghĩa là mình thấy cho ăn cám của dê kiểu mình. Cám bò. À, cám bò nó ăn được, có cám bò. Ăn buổi sáng sớm. Dạ, ăn buổi sáng thôi. Rồi ăn cỏ. Chứ còn buổi chiều là mình không có nên mình cho nó ăn cám ha. Hàng chi em thấy cái phân của nó to to nè, nếu mình có cám là nó to phải không? Đợt trước em đi mua bao phân dê nó cũng bán cả 30 một bao, 30 ngàn bao anh. Cái dự nơi nó chở đến mình thì nó bán là 32 đến 35 ngàn. Mà bao 50 á, bao 50 nó may miệng á. Cho ăn nhiều nó vậy nhiều lắm. Dạ. Ủa cái này là anh đi cắt lâu không anh? Cây không ạ. Nếu mà nhà có nhiều tầm 3-4-5 cây là được rồi, 5 cây được này. À, mình có cái cây cù liêm ha, là mình giật nó xuống thôi. Đó. Ủa, đã ha, nhìn nhiều á. Cây 5 cây để chặt. Dạ. Thảo ăn cả ngày. Cái này là được cả ngày rồi ha. Dạ, ăn đến trưa mai. À, trưa mai cũng đỡ đi cắt. Giờ mình cho nó ăn chưa anh? Dạ. Nó nhìn dữ ha. Ủa vậy là con này là bo ha anh? Bo hay là sô-cô-la hay là sao anh? Em nghe ta nói cái dê trắng trắng đen đen kêu dê bách thảo, em cũng không có cành nữa. Có cành á? Dạ. Mới nuôi thử. Dạ. Đợt dành cả Tết em lấy nó mua này đợt thì rẻ. Bây giờ em thấy nghe nói lên giá cao quá trời luôn anh. Trăm mấy luôn rồi. Đây. Tới giờ nó ăn không cho nó ăn nó la không anh? Không, mình cho ăn no thì nó không la đâu. Không la phải không? Để nó đói nó mới kêu. À, tại đói nó kêu. Dạ đúng rồi. Ăn no đâu kêu đâu mà. Dạ. Mỗi con một lỗ vậy ha. Đây. Cái cửa nếu mà cửa nhà có bên hông á. Dạ. À, bên hông. Bên hông cho nó tiện ha. Không phải tiện mà nó đỡ không bữa. Cái máng ăn ấy, cái máng à, cho cái máng nó rộng ra một tí nữa. Dạ. Vậy là cái này mình dạ đúng rồi, em cũng đang đi khắp nhiều nơi em coi thử cái đây nè, đúng rồi, nó mất hình khúc anh ha. Vâng, mất hình khúc này. Dạ. Hai con cho ăn hai bên này nữa này. Dạ dạ. Vậy cái này là nó ăn được có hai con vô ha. Ba con.
Con kia nó nhát anh, nó mới ha. Để cái hết luôn phải không anh? À, tổng cộng là mình có được 4 con cái nhỏ, 4 con nái, 3 con to. Cái phân này là mình có rải thêm cái gì để mình ủ không anh? Ví dụ phân dê nè. Có thuốc, có cái sinh học gì. Dạ. Nó nhận nhiều không rồi, con ra kia ra lá kia. Cái mình với cỏ kia luôn. Mình gom với cái cỏ luôn. Dạ. Dạ. Cái con này nái đã ha. Cái nái này chắc lâu, con này chắc nặng lắm anh ha. À, con này là trên 60. Mà em thấy sao có nhiều chỗ nó bán dê mà để dê thịt á anh. Nó toàn là con càng lên cao ký thì nó lại rẻ lại xuống. Ừ. Theo ông nhà ông chú trong ra bên cũng nuôi ấy, nhiều. Dạ. Dê khoảng tầm 18, dưới 18 kg rồi. 160, 170 kg càng lên cao. Từ trên 18 đến 30 kg là giá khác. Có xuống giá khác. Dạ là giảm. Giá nó giảm xuống. Giảm xuống. Dạ. To là trên 3, nếu mà càng giảm lỡ nuôi thì phải tầm trên 30 kg. Dạ. Có là... Còn không thì khoảng tầm dê lỡ khoảng 18 kg. 18 kg. 160, 170 kg. Dạ. To tầm 200-230. Cái này nó ăn lá, ăn cuốn hết luôn. Là thịt dễ dẻo không? Dẻo dạ, 100.000 ký. Dạ. Tại giống như là cái đợt đó nhà hàng, khách sạn đâu có tiêu thụ được đâu phải không ha?